đâu 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 đây 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 xem đây, nào. Nhiều lắm. Ai da, sắp được 9 con rồi. Hôm nay lụt lên soi anh em ạ. Hôm nay nhà mình đi bắt dế về để triển khai bữa trưa. Đấy. Trưa nước bây giờ đang lụt. Dế thì rất là nhiều nhưng mà anh em không bắt được. Nó lên tận nửa ngọn keo. Ôi, ôi. Nhiều lắm. Qua đây qua mương nữa nó chả sâu, càng dần nó càng sâu mà. Bên kia vẫn thò phải không? Sang sang đấy đi. Đi 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 đi. Đi phết. Đuổi 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 đuổi. Ấy trôi rồi. Sắp ngập đầu rồi. Chỗ này mình nông dần mà, làm gì ngập đầu được nữa. Ai lỗi. Ông nào đi thuyền ông Mạnh à? Ông nào đấy? Ông Mạnh. Ông Mạnh nhá. Chọc thuyền ông Mạnh đi. Đây có con thôi. Mình muốn cái thuyền đi chọc khổng thuyền đi. Ấy à, sâu quá. Đây này. Đây có nhưng mà sâu đấy. Ấy. Chỗ đấy là ruộng nhá. Đây có một em nữa tận trên đây này. Đấy. Uy tín luôn. Bên này còn có hai sát thủ nữa đang đi bắt. Hôm nay không được một bữa non nê thì hơi phí. Con gì đấy? Đuổi 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 đuổi. Cuốc à? Cò à? Đâu? Đấy lúc nãy kìa mất bằng này luôn. À sao lại mất được? Kìa con kìa anh ơi. Cho vào nó đạp anh đầu quá. Cắn kìa kìa kìa. Thấy kìa, thấy không? Con gì ấy? Dế. Thế cái gì bùm bùm ở đây ấy? Đấy, đại phòng nó rỗng nước mà. Rỗng nước à? Ở đây. Sợ lắm. Dạ, sợ đâu? Đâu? À đây. Bên này em thấy mấy con đi bắt lên đi. Bắt thế là được hết, em hiểu lắm. Những ngồi vũi. Những con kiển kiển thôi phải không? Để bắt đi. Ngọn cây này, ai nhiều con gì lắm. Ra cái chỗ cỏ này nó nhiều con ấy lắm. Mấy con này đến lúc mới gấp trước này. Mình không có cái gì đựng nữa à. Ê lùi, ê lùi, lạnh hết cả sống lưng. Này muốn ơi, cho con này vào muốn ơi. Con nổi đầu nữa này. Vì viêm nổi đầu này. Đây này. Kia thì... Đây, 2 con, 3 con này ngăn ạ. Kiếp thôi. Đây, vườn gì, 1 con này. Khéo lại bén thép gai đấy con ạ. Ngay gần lít em này, 2 con này. Đống dết bỏ lên cây cột điện này này anh em thấy chưa? 3 con này. Cái tiến chưa? Thế do nhu cầu sử dụng anh em mình chưa sử dụng đến dết đấy. Anh ăn đi rồi bảo. Đứa mà anh ăn lội là được đĩa rồi này. Chị dâu bảo vừa xuống rồi thế. Sao anh ăn đéo lội sao mà còn nhiều này. Ô lội lặn mất rồi. Không lặn đâu. Nó chỉ nhảy xuống đây, rồi. Đây này anh ơi. Anh ơi. Đâu? Thấy không? Đây. Vì tí luôn. Con bé mới ngon nhá, đùa đâu. Bụng một đống này. Không luôn. Rắn nó bò lên trên hết rồi. Nó lặn được khá lâu ấy, đùa lắm. Nó lặn xuống rồi nó bám xuống ngọn cỏ ấy. Con bé. Con này mập không? Chiều nay là có cái vòng nồi rồi. Cắn. Nó khác nổi lên hiểu không? Thì nước nó có chạy được đâu. Nó lặn cũng được. Nó có chỗ bám nó ở đấy. Lặn thôi. Còn đạp thì cứ đạp xuống nước có đi tí nào đâu. Nhiều không mày? Một chai đầy à, chuẩn bị đầy. Luôn rồi đấy. Bắt luôn cả em tấp tán này luôn. Tấp tán mới ngon. Ừ. Đây. Con này tí về tranh nhau gấp. Ăn không thì ấy lắm. Phí lồm lấy luôn. Phí lồm mới ngon. Toàn con ngon thôi. Hương rủ. Ây da. Kêu anh lấy xuồng, tí nữa anh mượn xuồng anh mày đi bắt. Đá đi mua cháo ra đi. Cường giờ chắc đi xuồng cái tành thế kia lắm.
xuồng nó đi được nhiều. Ừ. Nhưng mà vào mấy cái này đéo vào được. Kia một con kìa anh. Rồi đi dọc sông. Đâu? Bắt luôn. Hai ba con chín ngon đấy, mấy con nó bò bùa lắm. Chặt rồi, chặt rồi. Tí nữa cho vào tưởng nó phải lấy cái gì. À, cầm chai đi. Mấy con bò nó không vui được. Một con tắt mà. Bơi đi đâu được em? Bơi ra chỗ khác đi. Đấy. Uy tín luôn. Là nước sông quê mình nhá, lụt quê mình anh em nhá. Con này quá to luôn. Mấy năm, 10 năm nay mới lụt lên đây được một lần. Anh em tha hồ bơi lội các kiểu. Đâu 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 đâu. Một con, hai con, ba con. Nước sông cao khéo chết à. Đâu, thấy đâu. Ê, nó có rắn rết lên đây này. Nhiều đấy. Bắt lấy, bắt lấy. Mày chưa? Mình bắt lấy. Cho phần ấy ra. Cuối này đúng là thì đây nó ấy phải không? Ấy. Còn hai con nữa kìa, thằng đâu lên kìa. Trong gốc ba con nữa kìa anh em. Chín con nữa ấy. Này, cẩn thận nhá, rết đầy hết luôn. Rết cứ yêu nhau trong này. Không. Này, con gì bò vào trong quần. Đấy, chịu đi. Đây, muốn bắt ở vinh bắt nó mấy con đấy đi. Dưới dưới nữa đi. Nhiều lắm. Cái quần nó bò trên cái hơi ghê thôi chứ còn đốt đâu. Bây giờ nó đã cái xoàn của ai với cố hai con này đây này. Đâu? Cái xoàn nào? Lớp lớp lá cây hai con đấy. À đây à. Con này có con rết bảo vệ. Cái xoàn khá to. Này chồng ơi. Này. Cứ thấy rết ghê lắm nhá. Rết không sợ đâu. Đi lại ra chỗ tầm xiết kia xong đợi đấy. Đi tôi đến đi. Đây. Thằng nào ra cắt của bảo vệ này nuôi được đấy. Đi đi. Trưởng ơi, trưởng ơi, trưởng ơi. Không có bắt làm gì nữa. Đây này. 1 đây. 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Đấy ừ. Ê luôn. Ê luôn. Lên đây trưởng ơi. Trưởng ơi, Vinh nữa về đây bắt này. Đây. Các bạn ơi. Ra đây. Ra đi nhiều lắm. Rất nhiều anh em ạ. Bao nhiêu phút rồi? Ui, lùng nổi đầu xem. Này thì khói anh giả. Ui, lửa nó treo trong kia nữa kìa. Đây nó có con người ta ra ngược ra ngược cơ. Nhưng mà mang bao đi là một chiếc sai lầm. Thằng ấy phải lấy túi trơn ý. Lấy cái xô như thằng mình mạnh ấy kìa. Xô nó bẻ chân không, nó nhảy ra được nghe này. Lâu nhảy sao mình nghiêng thôi chứ. Cầm nào mà không cắn mà em cầm thì cắn. Cắn nhưng mà anh không bảo. Đây này, ơi nó bơi đi hết rồi. Ôi. Cái chai chắc là chết rồi. Đây này nó còn nhìn anh An này. Cái thế. Anh còn không thèm bắt nữa rồi còn. Này. Đấy. Được. 2, 3 con. 4, 5, 9 con ở nhau này. 6 lại 5, 11 con nha. Đấy. Đấy. Bảo rồi bắt con ở ngoài nhiều hơn. Bắt con ở trong nhiều hơn con ở ngoài. Con ở ngoài ấy, ở trong bao ấy, cho nó bao bao ấy, đỡ con bị nhặt. Lúc nó còn cắn ra hết ấy. Con gì cắn vào lớp đỏ. Chỉ có bọc cạp thôi. Biết bọc cạp. Đây này, ơ lực. Nào, nào. Mất ngẫu nào chưa? Ở ngoài đây có đàn á? Đang là áo trắng à? Thằn lằn thôi. Hôm nay chỉ ăn mỗi dế thôi. Bọn này nó vượt ngục hết rồi. Nù nù nhằng nhằng hết rồi. Chỉ sợ lúc con gì nó lại cắn cho thôi. Con chết kinh rồi. Thế mới sướng. Ai à? Cắn đấy, đau lắm.
thèo nó chạm nước nó không bơi ra mà đấy này. Cái gì đấy? Thùng luồng à? Thùng luồng ấy, chưa chạy đâu chưa. Còn nhiều, còn nhiều. Sai lầm. Đừng lô. Nhưng mà bắt nó thích anh ơi. Bắt thích thật nhưng mà hàm hố. Thằng nào cũng kêu ồ mê đi. Em ru. Ồ rồi. Không ru được nữa rồi. Ây da. Dí sợ dết cắn rồi. Toàn bắt con trong bao ra lại dặn nhảy ra không kia bắt vào ấy. Đó. Đây được rồi đi. Á hả? Được rồi đi. Cái này sống cái bao thủng à? Không phải đâu. Bao này nó bám. Bẻ cái miệng nó xuống tí rồi nó kiểu cầm cho dễ à. Thôi được rồi. Không chui vào đấy nữa đâu. Càng bắt càng nhiều ấy. Ui, được đấy, một ba con nữa này. Một ba con á. Thấy một con rồi lại thấy hai con. Con kiến này lắm. Thôi, đây có cái hố gì to lắm đấy. Đâu mất rồi? À đây. Để tao với ngay. Nó lại chạy quay lại kìa kìa. Nghe chừng ơi. Ồ. Nhiều thế này được nhỉ. Thế mà không có đâu ở đấy đây. Anh bán không. Nó uống nước nhiều thật nó ngất. Ném nó chìm nước lên. Đang bắt cố. Cái bán nó vui đấy rồi. Bán quần áo khô để chai không. Vẫn quần áo đấy sao ấy. Nhưng mà lên bờ nó đỡ lạnh hơn. Ghê lời. Ây à. Lại nhiều thế là thế nào ấy. Ây. Cái nồng béo lên mắt luôn. Ôi. Nhà nó nổi đây cho. Cứ đi là càng đi lại càng. Một lúc là thấy lại kêu om hết đi. Đây. Đâu rồi. Đi xuống đây bắt xuống dần xuống đây xong về thôi. Về đi. Về đi. Đéo bắt nữa đâu, nhìn càng nhìn càng thấy, càng nhìn càng thấy à? Thôi để lưới sau đi. Ui cho nó đẻ đi. Thôi nhiều quá không bắt nữa anh ạ. Về thiết kế thôi. Cho cái này nó phải mổ. Nó lại ra như lươn như này. Chết hết rồi nó không ra nữa. Chết đâu mà, nó còn nó say nước thôi. Cho nó nôn hết ra đáy. Đang nào mình chờ mổ nó. Hay là thử không mổ một lần xem sao? Thế mổ một nửa, Nó ăn cỏ chứ ăn cái gì đâu. Đâu ai bắt con nhồi nhau thì về nhận trước này. Giờ thằng con yếu rồi, không chọi nữa rồi. Lấy một con cho bơi chơi. Chỗ này mà mang đi bán đi. Có tiền không? Mua dầu rồi. Thế rồi, mua cái gì? Bông. Mua cái gì? Không qua không gỡ. Quá nhiều, cái này ngâm khoảng độ 10 phút nữa. Cho nó ra hết ấy đi. Ra hết dầu em nhận rồi. Con em nhận con này có cần trong muối không con này á con này con nó có con đực ấy nó mới chọi ra con này mới khỏe á hả cái gì ai à con đoạn mổ đây anh em ạ con đoạn mổ ai à cái con này to nhất sao lại kêu om như thế tí nữa ngâm nước măng chua nữa là mang lên là rang là rán giòn là khèm tơng là ăn thôi. Khèm tơng nó mà nó không kêu nó đã không bị cho xuống thấy một con thế nào thôi chừa rồi cắt còn thử được chứ còn cho xuống đấy thì cho làm gì được chưa ở đây rồi không thấy nó lại hắt hai không hết được rồi ba mẻ ba mẻ không hết ý ba mẻ đấy cái này tí nữa mình cho gia vị sau rồi nhỉ không cho trước nó bị khô vào hết hơi cho mình chấm nhỉ phải thế không biết cái này thì xay thế không biết luôn cái này đây là lá lốt à không phải chỉ có Lạng Sơn mà chỉ có Lạng Sơn mới có chuyên bản gốc rồi không thể thiếu của Lạng Sơn anh em ạ.
đấy, ăn cả nhện à? Có gì cũng ăn. Nhện đâu? Mẫu lá cây ấy. À, loại gia vị như sợ. Nhưng mà con cá nó ăn con nhện mà. Mình lại ăn con cá. Thì chắc chắn là con nhện nó phải có. Thế thì con gì cũng ăn được. Mới một mẻ đầu tiên thôi nhá anh em nhá. Còn khoảng 9 mẻ nữa. Con này làm sao ấy này? Nếm đi cho anh ấy. Nếm đi. Này. Con này bị làm sao ấy? Đau mà cứ rất nhiều. Tỏ quá. Con nào có cái mày? Con cái ngắt cánh thì không biết nữa rồi. Giờ chỉ sợ bụng con nào mà béo thì may ra phải. Con này đúng rồi, con cái rồi. Chân nó yếu quá. Nó chưa giòn được ngay đâu. Lúc nó không thể giòn được ấy. Mời tất cả anh em nhá. Ăn được chưa? Ngọt lắm. Ăn được nhưng mà chưa giòn được đâu. Ôi. Thế mới bảo mới chuyển sang bếp củi. Không thì cái này nó có được bao giờ đâu. Giảm cái đợt đợt đám đấy là đám ai đám cái dùng này. Cái liền miếng thịt thôi hết phải không? Miếng thịt hắn cắt ra này tính ra mỗi thằng hai con này, 10 thằng. Nó bắt chanh mà bổm luôn vớ. Chỗ này nó được mỗi người khoảng độ thế nhàn nhỉ. 15 con. Uy tín chưa anh em? Mấy thằng đầu trên nó cũng đi bắt nó mới tính một đấy. Bọn nghĩ ra đây. Bọn đấy với bọn đói ăn hơn mình. Mâm luôn. Hôm qua lúc nó không giòn. Ok. Lên. Dế mèn là mèn hả? Tất cả anh em à. Ui, nào, là con này là cho nó mèn lên nào. Trẻ trâu. 4, 6, 8, 10, 11, 13, luôn rồi. Nhà mình chưa chối à? Ngon lắm, anh em ạ. Vừa chối. Chưa lại đi, chưa lại đi. Thế này là không chối được vừa. Người ta làm con nữa. Chú này không chối được. Kia đi chú. Thì bố cháu thấy chú ngồi gần nhau ra nào. Lại gì tìm rượu liệt dương như đây à? Này, cương dương. Giòn chưa? Giòn. Nó nóng quá nào. Để nguội quá rồi ấy. Nhanh còn kịp. Đang giòn. Ừ. Chưa giòn mấy. Nào. Nó lại hồi ơi. Cái này vào nó cũng khác rồi. Nên đùi nó to tướng này. Cũng bị sưng đi. Bắn đi không lại run tay. Bắt được. Tính phải có cái này nhá, có cái này nó vẫn nó được đấy đấy, thì uống đi. Chả đấy ăn không nó ngứa mồm đấy, ăn không ấy. Uống được đấy, đỡ đùa đâu. Thảo rách mồm ấy. Ngon thế không biết. Nào, nhá đây. Ừ, chưa đến này chưa ăn gì ngon thế này. Đó, đây. Đi đổ đây. Ta không uống rượu.